Trong khi đó, ngày 4 tháng 8, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã tấn công một tàu vận tải mang cờ Liberia ở vịnh Aden. Đây là lần đầu tiên mà lực lượng Houthi quay trở lại tấn công các tàu thuyền kể từ khi Israel không kích cảng Hodeidah hôm ngày 20 tháng 7. Người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết tàu MV Croton bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, cơ quan an ninh hàng hải của Anh và hãng tư vấn an ninh Embry cho biết tàu này bị tấn công bằng một tên lửa từ vị trí cách tàu khoảng 125 hải lý. Hiện không phát hiện thấy dấu vết tràn dầu hoặc nước tràn vào tàu. Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ ở tỉnh Sada, phía bắc Yemen. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Houthi đã nhiều lần tấn công các tàu quốc tế ở gần Yemen. Động thái được lực lượng này nói rằng nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine. Các vụ tấn công này đã khiến Mỹ và Anh thực hiện nhiều cuộc không kích để đáp trả.